Rồi xin chào tất cả các anh chị các bạn, mình là Nguyên Vinh Ban đây, và trong video clip này mình sẽ hướng dẫn anh chị là cách thức mà anh chị biết được cái kích thước của cái hình ảnh. Chỉ cần anh chị một ngày tình cờ đẹp trời anh chị lướt Facebook như thế này và anh chị thấy cái hình đẹp này đẹp quá, tối ưu hiển thị quá mà anh chị không biết là cái hình này nó có kích thước bao nhiêu mà hiển thị đẹp như vậy, đúng không ạ? Thì anh chị chỉ việc làm đơn giản là anh chị click vào chuột phải, anh chị lưu cái hình này về, đúng không ạ? Anh chị click vào cái hình này và anh chị lưu cái hình này về. Đấy, anh chị click chuột phải và anh chị lưu cái hình này về. Đấy, JPEG thì được. Đấy, anh chị lưu về. Sau khi anh chị lưu về rồi anh chị bấm vào đây và anh chị bấm là hiển thị mở, hoặc là anh chị hiển thị trong cái trình này thì nó nằm ở đây, đúng không ạ? Và anh chị click chuột phải vào đây, anh chị chọn cái, nếu như mà anh chị xài Windows thì nó có cái mục gọi là property hay là thông tin chung đó, thì anh chị vô property anh chị xem được. Còn nếu như anh chị xài MacBook giống mình đó, thì anh chị vào chỗ là lấy thông tin đây. Và trong cái mục lấy thông tin này thì anh chị vào cái mục là thông tin chung này, anh chị sổ xuống thì anh chị sẽ biết được cái hình ảnh này nó được thiết kế với cái gọi là với các cái thông số đó là gì nữa, là đây là 960 x 960, tức là đây là hình vuông, anh chị hình dung ạ. Anh chị đọc ngay cái kích thước này 960 thì đơn vị ở đây đơn vị tính của nó sẽ là pixel, như vậy đó là hình vuông, đúng không ạ? Tức là giống như hồi nãy chúng ta nói có thể 900 hoặc là 960 x 960, thì hình ảnh nó sẽ hiển thị như vậy. Và khi anh chị đã biết được kích thước rồi thì việc của anh chị còn lại là gì nào? Anh chị lên Canva, anh chị lên Canva và anh chị tạo ra một cái design như vậy, đúng không ạ? Anh chị có thể create a design và anh chị chọn cắt tầm đây và anh chị thiết kế theo đúng cái khung hình mà mỗi cái hình ảnh nó có như vậy, đúng không ạ? Và với cái cách thức mà xem như vậy thì anh chị có thể chinh phục được tất cả mọi kích thước, đúng không ạ? Mọi kích thước ở trên online, ở trên social media, ở trên các cái nền tảng mạng xã hội, để anh chị có thể có được những cái kích thước mà đăng lên nó tối ưu và nó đẹp nhất, đúng không ạ? Rồi, và xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video clip tiếp theo.